Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục nghiêm trọng. Nước lũ trên 4 con sông lớn của tỉnh đã tràn bờ. Ngoài việc gây ngập cho các cánh đồng lúa, nhiều ngôi làng cũng bị nước lũ nhấn chìm và mất liên lạc. Truyền thông Trung Quốc cho biết, do lượng mưa lớn trong nhiều ngày, nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo vào ngày 1 tháng 9 và nước lũ đã hình thành trên 4 con sông lớn như Mậu Đơn, Lạp Lâm, Kiến Hà và Nhã Lỗ. Tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất về rủi ro thiên tai thảm họa địa chất và mưa bão, đồng thời ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt của thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh này cũng được nâng lên cấp 1. Tính đến 8 giờ sáng ngày 31 tháng 8, tổng cộng 63 hồ chứa ở Cáp Nhĩ Tân phải vận hành cao hơn giới hạn lũ từ 0,3 đến 4,81m và mực nước của 12 trạm cảnh báo trên 9 con sông đã vượt mức cảnh báo từ 0,4 đến 2,47m. Cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hắc Long Giang thông báo cho biết, kể từ 3 ngày trước, 21 huyện, thành phố của 4 thành phố Cáp Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang, Y Xuân và Tề Tề Cáp Nhĩ của Hắc Long Giang đã phải hứng chịu mưa đá và lũ lụt nghiêm trọng. Tại những vùng lũ đi qua, nhiều nơi bị mất điện, nước, nhiều ngôi nhà ven sông bị nước nhấn chìm và nhiều người dân đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Một đoạn video của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố cho thấy nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng như thành phố Thượng Trí, Ngũ Thường, các cánh đồng lúa bị ngập nước, một số ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc bị ngập trong biển nước. Các chuyên gia của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, so với quá trình mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc, tính đối lưu của thời tiết ở khu vực Đông Bắc diễn ra mạnh hơn. Ngoài lượng mưa lớn ngắn hạn, còn kèm theo dông, gió giật mạnh và mưa đá, thậm chí có thể có lốc xoáy cục bộ, đồng thời kêu gọi người dân cần tăng cường cảnh giác và đề phòng. Sau khi siêu bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc vào thứ 6 tuần trước, dư âm của nó vẫn mang đến những trận mưa kỷ lục kéo dài, khiến tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc, nhấn chìm đường xá, công trình và nhà ở của nhiều người dân. Dư âm của siêu bão số 3 đã dẫn đến tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc, nhấn chìm đường xá, công trình và nhà ở của nhiều người dân. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong lũ lụt ở một thành phố gần Bắc Kinh, theo các quan chức cho biết hôm thứ Bảy, nâng số người chết vì mưa bão gần đây ở miền Bắc Trung Quốc lên ít nhất 30 người. Nhiều trường hợp vẫn còn mất tích, hàng nghìn người phải sơ tán do ngập lụt. Kể từ tối ngày 30 tháng 8, chính quyền các địa phương đã đưa ra lời cảnh báo đối với người dân về khả năng gia tăng của thời tiết khắc nghiệt, bao gồm những hiện tượng như lốc xoáy và mực nước lũ dâng cao. Tại một số khu vực, lượng mưa ghi nhận có thể đạt hơn 100mm trong vài giờ. Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, mưa lớn trút xuống thành phố khiến mực nước sông dâng cao. Nhiều cánh đồng bị ngập nước, dân làng ở vùng trũng đều phải sơ tán theo yêu cầu của nhà chức trách. Lũ lụt trên diện rộng khiến nông nghiệp và công nghiệp Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Hắc Long Giang vốn được coi là kho lương thực của Trung Quốc với sản lượng lúa, ngô và đậu tương lớn nhất nước đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoa màu do lũ lụt nhấn chìm hàng trăm diện tích đất trồng. Gần 1 triệu người ở tỉnh Hà Bắc phía Bắc Trung Quốc đã phải di rời sau khi hứng chịu trận mưa kỷ lục. Trong khoảng thời gian một tuần kể từ cuối tháng trước, khu vực với tổng dân số 110 triệu người đã trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 6 thập kỷ, với Hà Bắc, đặc biệt là quận Bảo Định, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, chính phủ Trung Quốc ngày nay đã dành thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và vùng Đông Bắc Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trung Quốc đã chi 520 triệu nhân dân tệ lấy từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai để hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây, từ những đợt nắng nóng kỷ lục cho đến lũ lụt chết người. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, 142 trường hợp tử vong hoặc mất tích được ghi nhận trong tháng trước là do lũ lụt hoặc thiên tai địa chất. Chính phủ Trung Quốc đã ghi nhận ít nhất 30 người chết vì mưa lũ ở thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lân cận. Theo The Economic Times, chính phủ Trung Quốc ngày 1 tháng 9 đã ghi nhận thêm 10 trường hợp tử vong vì mưa lũ tại thành phố Bảo Định, cách Bắc Kinh 150 km, hơn 600.000 người trên tổng số 11,5 triệu cư dân của thành phố này đã phải sơ tán. Hiện tại, tổng số người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Bắc Trung Quốc đã nâng lên ít nhất 30 trường hợp. Ngoài ra, có 18 người mất tích. Bão số 3 đổ bộ vào thứ 6 tuần trước,
mang theo những trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 140 năm qua, khiến miền Bắc Trung Quốc chìm trong nước lũ. Ở thủ đô Bắc Kinh, những cảnh báo về nguy cơ sạt lở vẫn đang được duy trì. Mưa bão cũng ảnh hưởng tiêu cực tới các tỉnh giáp biên giới Nga và Triều Tiên. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã có 147 người thiệt mạng và mất tích vì thời tiết cực đoan ở nước này vào tháng trước. Trước thời gian mưa bão, Trung Quốc đã phải trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục vào 2 tháng qua. Thủ đô Bắc Kinh và Trung Quốc vừa chứng kiến trận mưa lớn nhất trong 140 năm qua, với những ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt trên diện rộng. Cuối tuần này, các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đã được tiến hành khẩn trương trên quy mô lớn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Trước tình hình Bắc Kinh hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua, các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc cần tăng cường hệ thống giám sát thời tiết và thủy văn. Trước số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến sẽ gia tăng do biến đổi khí hậu, những trận mưa như chút ở thủ đô của Trung Quốc gây ra lũ lụt chết người đã phá vỡ nhiều kỷ lục khí tượng. Theo cơ quan khí tượng Bắc Kinh, một trạm ở quận Trường Bình phía Tây Bắc đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm từ thứ Bảy đến thứ Tư, cao nhất kể từ năm 1891. Tuy nhiên, Lâm Thành thuộc tỉnh Hà Bắc lân cận có lượng mưa lớn nhất với 1.003m rơi vào giữa thứ Bảy và thứ Hai. Con số đó tương đương với tổng lượng mưa của 2 năm trong khu vực. Lượng mưa trên toàn khu vực cũng cao kỷ lục, với lượng mưa hàng ngày được ghi nhận bởi 4 trạm khí tượng ở Bắc Kinh và 10 trạm ở Hà Bắc, vượt quá mức tối đa trong lịch sử. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, trong đợt mưa lớn ở Bắc Kinh, dữ liệu từ hơn 100 trạm khí tượng tự động trong thành phố đã bị gián đoạn do sự cố về điện hoặc trạm. Do vậy, các trạm đã phải sử dụng thêm thông tin vệ tinh và radar để xác định lượng mưa. Thiệu Tôn, nhà khí học tại Đại học California, Mỹ cho biết đây là trận mưa lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc kể từ năm 1964, vượt qua trận lũ năm 2012 khiến 79 người thiệt mạng và 1,6 triệu người bị ảnh hưởng. Ông cũng cho biết những trận mưa như chút trực tiếp gây ra bởi tác động kết hợp của cơn bão số 3 và một áp cao cận nhiệt đới ở miền Bắc Trung Quốc. Bão số 3 và áp cao cận nhiệt đới hình thành kênh vận chuyển hơi nước theo hướng Bắc Nam ở miền Đông Trung Quốc. Sau đó, khi gặp phải các chướng ngại vật của dãy núi Thái Hành và Yên Sơn, nó đã gây ra lượng mưa lớn. Sự hình thành của bão số 4 sau đó cũng vận chuyển một lượng lớn hơi ẩm đến miền Bắc Trung Quốc, dẫn đến hiện tượng thời tiết chưa từng có và phá nhiều kỷ lục. Các chuyên gia cho biết, kể từ đầu thế kỷ 21, số lượng các trận mưa lớn đã tăng lên ở miền Bắc Trung Quốc. Xem xét các mô hình lịch sử, trong những năm 1950 đến năm 1970, vành đai mưa chính tập trung ở miền Bắc Trung Quốc, sau đó chuyển sang miền Nam Trung Quốc vào những năm 1980 và 1990. Kể từ đầu thế kỷ 21, vành đai mưa chính lại dần dịch chuyển về phía Bắc. Từ góc độ lịch sử, miền Bắc Trung Quốc hiện đang trải qua thời kỳ lượng mưa lớn gia tăng, dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và lũ lụt gia tăng đáng kể. Thiệu Tôn giải thích, Trung Quốc cần phải làm gì? Theo các chuyên gia, điều quan trọng đối với cơ quan khí tượng thủy văn là nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo. Song song đó, các thành phố cũng phải nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Trương Kiến Vân, cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Thủy lực Nam Kinh, phát biểu trong một hội thảo trực tuyến hôm thứ Tư rằng Trung Quốc nên tăng cường nghiên cứu về cơ chế của những cơn mưa bão cực đoan và cải thiện độ chính xác của dự báo thời tiết. Ông cho biết đặc biệt cần phải tăng cường giám sát và cảnh báo thủy văn của quốc gia. Nhiều trạm thủy văn của chúng tôi ở vùng nông thôn và trong tình trạng tồi tàn. Khi lũ về, trạm có thể bị cuốn trôi ảnh hưởng đến các thiết bị quan trắc, báo cáo thông tin, ông nói. Trương Kiến Vân là người đứng đầu nhóm chuyên gia do Quốc vụ Viện tổ chức để điều tra sự kiện lũ lụt tàn khốc ở thành phố miền Trung Trịnh Châu vào năm 2021, khiến 398 người chết và mất tích. Báo cáo của nhóm được công bố vào tháng 1 năm 2022, kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường quản lý tổng hợp cảnh báo và ứng phó sớm, đồng thời nâng cao năng lực của các thành phố trong việc ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ thiên tai. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi nghiên cứu cho thấy rằng các vùng có độ cao lớn có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng mưa cực đoan do sự nóng lên toàn cầu. Thiệu Tôn cho biết, người ta dự đoán rằng cường độ mưa cực lớn ở các vùng có độ cao lớn sẽ tăng với tốc độ gần gấp đôi so với các vùng có độ cao thấp. Cứ mỗi lần nhiệt độ tăng 1 độ C, cường độ mưa cực lớn ở các vùng có độ cao lớn được dự đoán sẽ tăng khoảng 15%. Nhóm của ông đã tìm thấy trong một nghiên cứu năm 2020 rằng Bắc Kinh nằm trong số 6 thành phố ở miền Đông Trung Quốc có nguy cơ ngập úng cao nhất. Những phát hiện này nhấn mạnh những thách thức lớn mà các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc gặp phải do hệ thống thoát nước kém, mạng lưới sông ngòi hạn chế và quy hoạch không gian xanh đô thị không phù hợp, khiến chúng rất dễ bị lũ lụt nghiêm trọng trong các trận mưa lớn bất ngờ, Thiệu Tôn kết luận. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc
quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!